Hello everybody, welcome to Help VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Help VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Pokemon ha. Nhìn cũng khá là độc lạ. Game có hai lát nhân vật lam và nữ ha. Vô game coi nào. Gì đây? Đầu vô, đâu? Coi con gùa Kamekusu nè. Đây là con này lên Mega rồi. Còn con này là con Charizard đó hả? Má nhìn gớm vãi. Ôi rồi nhìn coi con ếch kỳ diệu nè, Fushinibana nè. Ủa, cái này nó đem đi cục đá lên lưng nó luôn chứ. Ok, chơi hệ cỏ đi. Còn cây ngoài mình với thiên nhiên hoa lá đi ha. Vậy đem con gùa Kamek vào. Đây là con Pikachu nè. Má nhìn mặt Pikachu méo có chút gì gọi là thiệt lành hết anh em. Nhìn nó muốn dọc cho nó bản mặt ghê luôn á. Đây. Con ếch kỳ diệu nó chạy lên trước rồi. Cái gì đây? Vô quay tướng à, Master Ball kìa phải không? À không, Master Ball. Oh my god, quay đầu tiên mà được con ủa sao mà nó có hạng B vậy trời? Con đó là con Phượng Hoàng Băng mà. Đồ nè. Con này con Phượng Hoàng Băng mà. Ủa nhưng mà nó vẫn là tướng cam nha. Ôi trời 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 trời. Ủa là la. Vậy thế, ôi bắt đánh với con Ho-O hả? Không không, con chim què gì nè. Ôi má nó mạnh kìa. Game này chơi được nha. Được, theo thấy chơi được nha anh em. Đó, nó quýnh như con không đẻ luôn. Được đấy. Ồ, thấy bắt đầu mê rồi đó. Được. Thì không phải. Cái này chúng ta có bỏ cái hướng dẫn đầu game cũng được ha. Mà thôi không thích. Vậy má hướng dẫn Rồi bấm vô. À phải lên đủ 3 con hả? Trời. Hiện tại thì cũng chưa có cái gì để chúng ta ấy hết. Nên là chúng ta sẽ chạy nhiệm vụ hả? Gì nữa đây? Bấm vào đây. Hết hồn, tưởng đâu nó tiến quá được anh em. Ồ vậy con này con tướng tăng rồi. À con Phượng Hoàng Băng đánh phê thiệt chứ. Má đánh phê còn hút cần nữa. Được nha, thể loại này cũng thấy ổn đấy. Đang nhân 2, chỉ nhân 2 được thôi hả? Không có nhân 3 được anh em. Đây là game của Milu hả? Hướng dẫn đăng ký tài khoản Milu thì có ở phần mô tả video nha anh em. Có cái hướng dẫn đăng ký tài khoản Milu 2024 và 2021 ấy. À, anh em xem cái đó mà tạo tài khoản hả? Chứ lại bây giờ nhiều tài khoản cũ nó kích ra thì chúng ta xác minh số điện thoại lại hả? Có hướng dẫn đăng ký và xác minh ở dưới luôn á. Ủa là la. Phê. Gì đây? Đây chắc quà nạp đầu quá. Ồ, chúng ta được một con thai hả? À, không phải hả? À, không. Này tiến quá rồi. Đó, ghê. Ôi giời, má nó bự hơn thiệt kìa. Ôi kinh à, kinh. Được đấy. Rồi khi nào nó tiến quá lên con Fushinebana ta. Mặc dù không biết, nhìn là biết nó là không phải. Ôi con Phượng Hoàng Băng vậy đó lộc.
hưởng gì chim lửa bây giờ con chim điện phải Thunder và Fire con gì đây con Zekrom đúng không đúng rồi hình như là con Zekrom ố là la được đấy à, nó mới lên có level 5 mà anh em thì có hư à cái gì đây hình như là vé quay ok được thêm Pokemon kìa cái này là thế nào trời ơi má nó giật điện rồi nó phóng băng nghe đã quá gì đây cái này là mua quá cái này là cái gì đây đây là chắc shop giảm giá nó giảm giá với mày nhưng mà với tao thì mới dẫn mắt mày ôi thì bạn bè hả không nâng cái gì lên ở đây cái này đang chờ cho bọn nó tiến hóa được nè đấy 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 tiến hóa được kìa trời ơi ủa mà nó cũng đâu có thay đổi gì nhiều đâu cũng vậy mà nghe tiến hóa chưa đủ hả nghe tiến hóa lên được không ta không rồi lên level 6 sẽ mở thêm được một phó bản nữa ồ con gì con đấm đá gì đó ồ kini được kìa cái này có farm ấy được không ta farm cho nó lên à, ra đây biết đâu là chút chúng ta sẽ có được thứ gì đó nó hay hay sao vậy lên level bấm ra hót ra đánh map 3.3 nè con chó của chị cho không cái chị cái chị gì quên mẹ nó rồi cái chị gì chị Yoshi gì đây đánh với con chim điện hả trời ơi con ấy nữa hả ủa gì mình nhận được nó hả đâu rồi ta mà nãy giờ bét của mình đánh vẫn bình thường méo ngán ai ok nãy giờ chạy nhiệm vụ cũng nhiều rồi lượng mở ra mở ra mấy con này hả chúng ta cần phải có cái này để mở ra ok cái này mua ở đâu ta đây là những con Pokemon chúng ta có thể mở được ở trong này hả trời ơi nó hại quá có Celebi nữa kìa ở đâu có Latias Latios đồ có mấy con ấy nữa kìa wow được đấy hàng sau nhìn thấy gom thơm hả chắc cũng không thơm lắm ở đây thì những con bét thường thôi anh em ở đây thì những con thường thôi mà có mấy con à tù quá ở đây có Master Ball nè đây 58.000 140.000 kim cương. Để chúng ta đi lượn một vòng xem. Game này mới khá lạ hả? Đây. Chúng ta max VIP 15 nha anh em. Đây. Nè, bọc. Rồi tất nhiên là sẽ mua Pokemon rồi. Ok bạn ơi. Mãi bên nhau bạn nhé.
Đây, vé quay tướng nè anh em. Sao chúng ta có thể bỏ qua được? Ở đây, chúng ta cũng có bé Pokemon quay nè. Quay vé Pokemon nè. Má mua riết chúng hết luôn, kim cương cái ngồi cự không. VIP 4, VIP 3, VIP 2, rồi VIP 1, rồi VIP 0 không cần mua. Rồi cái này cái gì đây? Qua VIP 15, ok, vậy là chúng ta đã max VIP rồi đó. Này thể lực rồi mấy thứ cần thiết. Ủa là, à ở đây chúng ta có xu nè. 400.000 xu hả? Xu này heo không có nhiều vậy, có khoảng 60 bình. 150. Cái này mở ra được một combo cái mod huyền thoại nè. Mua bằng kim cương. Cái này vé quay nè. Để lực. Lên level mới nhận được quá. Level 80 thì biết tới chừng nào. Một tệ được nhận cái gói đó. Đù. Con Z-Rom này đúng không? Không, không phải. Con hai con gì đó quên mẹ nữa rồi. Ok, ok. Em này là chắc là không có gom mấy shop hay gì rồi. Thì cái này vụ 7 ngày. Vụ 7 ngày cho kim cương hả? Ở gì đây? Đây là chắc thưởng online rồi. Hay là tiêu phí gì đó. À, à được, được. Nó đủ. Hồi nãy cái này xài hết một mớ kim cương rồi, sợ bây giờ ra đây không có đủ tiền để quay cái này chứ. 2.000, 7.000, 6.000, 28.000, 36.000. Hai lần đó không biết đủ không đây. 32.000. Ok, hết. Rồi đây quà tiêu phí nè, nãy giờ chúng ta tiêu khoảng 120 rồi hả? Tiêu phí là nhận đá. Ok. Hiện là đang đi tìm cái chỗ nhập code anh em ơi. Rồi nạp 1 rồi. Đây, chắc là nhập code ở đây. Thử rồi. Ok, đã có code. Code thì chúng ta có khoảng 6 cái code nha anh em. Bấm vô cái này nè, avatar rồi bấm vô cái này hả? Được 20.000 với 10 vé quay. Đó. Cái chúng ta mong chờ là cái đó. 10.000 là vé quay tiếp tục. Rồi cho một con Pokemon coi trời. Chứ. Cho một con Pokemon lấy hảo rồi. Game mà không cho Pokemon thì lấy gì chơi trời. Rồi nó méo cho Pokemon ha. Đây là VIP. Ta lại được 140 nữa hả? Ủa sao xài nãy giờ quay đi vẫn lại vẫn được 140 là sao vậy? Cái này chúng ta về nhà hả? Này năng động hàng ngày nè. Kim cương chứ là cái rương gì đó. Rương quà gì cũng biết để làm gì luôn. Thành tựu nhận hết đi. Đúng được 27.000 luôn. Còn nữa hả? À đây nè. We'll be right back.
Cái này để nâng hả? Nâng cái hẻ của con này lên. Đồ hằng mấy hằng ấy nè. Đó, Satoshi đồ nè. Ôi giời ơi. Phiên bản mini của nó nữa chứ. Ok ok, nhìn thấy là lạ lắm đấy. Đây đi. Thì Pokemon. Đây đây đây, hồi nãy chúng ta mua được con này. Đó. Quê liền, quê liền. Tất nhiên là vô sẽ nâng nó lên rồi. Rồi cho nó ăn. Rồi cộng 10 mới lên được hả? Ủa sao nó không lên được ta? Farm được không nhỉ? Ok, level 11 nó mới cho farm Pokemon anh em. Hiểu rồi hả? Đã rồi. À, lấy bóng Pokemon ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi săn Pokemon. Không, bỏ qua đi, bỏ qua. Không, không bắt con này đâu. Mẹ nó bắt buộc chúng ta phải đi bắt con này anh em. Điều này thì lấy được. Tiếp tục. Lượm ông, lượm ông. Lượm luôn, lượm luôn. Tiếp tục. Ok, tiếp luôn, tiếp luôn. Còn một chút nữa. Không ra con Pokemon rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. Ok, nãy chúng ta có một đống phép quay mà. Giờ quay nào. Quay 40 bé quay. Quay luôn hả? Lên 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 lên. Đục Masterball không? Con này con gì quên mẹ nó rồi. Mà nó không ngon lắm. Ôi à. Ra mấy con quyền thoại cái coi. Lại là nó nữa. Không có gì ngoài mấy con này vậy ta. Nữa hả? Ok ok, được một con hạng A anh em. Được đấy. Trời trời trời, con mèo của nhóm quả tiễn. Lại là được con này. Ôi con này mà được hạng B mà con đỏ này được hạng A hả? Wow. Vậy là chúng ta là có món hời rồi hả? Tại sao nó lại hạng A ta? Ok còn không? Còn có 4 cái à? Được, mua 34.000 thôi, thôi không đâu à. Lời rồi, lời rồi. Đấy, quay ra được tướng đỏ là thấy là ngon rồi hả? Trời ơi, à vậy con này là support rồi, thấy nó búp máu kìa. Được nha, được nha. Rồi ok. Thì link heo sẽ để dưới phần mô tả. Elikit hả? Anh em nào có chơi thì tải về hả? Cái này thì heo cũng chưa có rành nữa. Anh em nào có chơi thì tải về thử xem sao. Chưa rành lắm, chưa rành lắm. Không dùng được. Quay mấy con này đồ hù. Nhìn ngầu không? Nhìn nó có hạng B mà hạng C gì mà nhìn nó ngầu ngầu nó sao á. Cho nó biết ta có 12 lần, 13 lần vé này ta. Ok. Chưa lên được hạng 8 thôi má ơi. À chúng ta chạy vòng vòng thì nó cũng có lên được level nha. Nó lượm được Pokemon. Mà bắt Pokemon thì phải vô kia mà đúng không? Đó, đánh nhìn đẹp chứ bộ. Thiên bảo vệ luôn. Tiếp tiếp tiếp. Con này là tướng tăng rồi, mấy con này hạng cao. Để mở thêm một ô nữa, heo sẽ cho một con ấy đi vô nữa.
Đó, đó, chạy đi con. Đã lên được hạng 8. Nhét một con vô nữa nè. Đây, con này mới là trùm nè. Đó, bỏ nó vô cái lên được chiến khủng thì chứ. Trời trời trời. Có cái này luôn. Lên 11 mới mở thêm. Lên level 10 nó mới cộng 2 được. Nè đây nè, đây nè, nó có nâng lên nè, mà cái này nó không có thay đổi hình dạng. Rồi con này nó có thay đổi không? Như hồng luôn. Con này cũng hồng luôn. Nè con này nó cộng 5 hả? Cộng 5 nó mới thay đổi được hình dạng anh em. Ok. Rồi con Pikachu có nè, ở trên là không đội nón đúng không, cộng kiếp lên là nó sẽ có cái mắt kiến, rồi nó lên là Pikachu ad của thằng che biết gì thì kỹ Z đó. Ok ok, đấy là quá trình tiến hóa của tụi nó hả. Giờ ta thử ta đổi con này coi, đổi con này lấy con nào ta, ở trong này tướng nào cũng bắp hết à. Để thử con này coi. Rồi vô coi sự tiến hóa của nó thôi. Này. Lên cộng 3 nó mới tiến hóa. Đó, đồ lên con ấy kìa. Wow, wow, con này có chuyển giọng hơn cái con Fusinibana cái gì con ấy của chúng ta ha, con ếch của chúng ta đấy. Rồi con này nó có chuyển giọng không? Ở đây không nhìn được, đi vô trong này. Không, con này không có chuyển dọc nha. Con này nhìn lùng lùng quá. Hết này nãy. Đi vô coi lại coi nó có lên đỏ được không. Không nha, nó chỉ lên cam thôi. Vậy nuôi con này không được rồi. Nuôi con này chỉ để thịt thôi. Ok, để chạy lên level 12 cái hả. Ok, ok. Ok, nãy giờ heo cũng lên được level cũng khá cao rồi hả. Nói chung cũng không cao lắm nhưng mà được. Lên 12 thì bây giờ chúng ta có thể farm phó bản nè. Đó. Đó. Đây sao ta có trứng rồng ta. Cái trứng này để làm cái gì anh em? Không biết luôn á nha. Mà ok, heo sẽ farm lên. Đang chuẩn bị là con gao du nó cho nó tiến quá anh em. 17 chắc cũng khoảng lên 20 nó mới tiến quá được quá. Mai mốt thì mấy con mà trời, server mới có một người ấy à, một người lên level cao à. Cái túi nè, ba lô nè hả. Đây, những Pokemon mà chúng ta đang có hiện tại nè. Vậy đâu có muốn lên đó đâu, mình đi riêng đó đi. Ở đây chúng ta có... Ủa cái gì đây? Đù 1000 tệ à. À, lên level 100 mới mở được hả? Ok, rồi hiểu luôn, phi 1000 tệ trong túi. Nhưng mà lên level 100 mới mở được. Á, à, thiệt chứ. Á, à, đây có nè, đây có ít hơn nè, level 90 ngàn tệ, gần 2000 tệ nằm trong này nè anh em. Đồ huy rất là nhiều luôn, 70 60, quá trời trong này nè. Hồi nãy giờ đâu có để ý đâu. Đây level 30 đâu rồi, điểm là 30 rồi, này là 40 rồi nè. 40 với cái này 90 là cho 100 đi. 400 với cái này 300 nữa là 700 với 300 nữa đi.
700, 1.300, 1.300 cộng lắc nhắc linh tinh lại thì cho nó 1.400. Vậy là tổng là khoảng 2.400 nha anh em. Ok ok. Vậy là cái này chúng ta phải farm level nhiều hơn rồi. Mà farm như vậy thì biết tới chừng nào ta? Khá là lâu. Farm như vậy thì nó khá là lâu luôn á. Mà nó không có farm nhân 10 anh em. Phải mà nó có farm nhân 10 thì đỡ biết mấy. Ok chị chịu rồi. Cái này chịu rồi hả? Pikachu, Pikachu. Giận cái gì mà tình lâm vậy? Đâu có Mew nữa kìa. Thôi để nó đi. Để lên con này coi được chưa. Con gì giống con Fire quá. Mà nó cũng xấu. Không, không lấy con này đâu. Heo đang cần con Gaoju. Này, nhìn lúc đầu nó yếu ớt ha. Ok, vô nâng cho nó nào. Rồi, chúng ta sẽ chuyển 1, chuyển 2, chuyển 3. Chuyển 4 cũng được hả ta? 1, 2. À, cần thêm một con nữa. Cần thêm một con nữa nó mới lên được cái này. Rồi nó lên được cái này là cũng cộng 7 rồi anh em. Dạ, cộng 7 là lên level cũng khá cao á. Ok ok rồi, vậy là hiểu cách chơi rồi hả. Rồi đi đánh một trận nào. Đó đó, đánh đã không. Trời ơi. Rồi link heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Anh em nào có chơi thì tải về nha anh em. Ok rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Quy rất là nhiều ở trong túi hả? À mẹ nó lộn. Rất rất là nhiều kim nguyên bảo trong túi á. Đây chúng ta có mấy con bùi Pikachu luôn nè. À, ghép được hả? Đồ ghép được một con. Wow wow wow. Ủa được hả ta? À. Rồi rồi rồi, ta đã hiểu rồi. Ở trong này chúng ta có một đống luôn. Và chỉ cần ghép nó lại thôi. Nè, rất là nhiều luôn, heo có 4-5 con này luôn, bà mẹ nó. Trời ơi, ở đây nữa nè. Kiểu như nó bị trùng thì nó ra mảnh hay gì á. Ok. Đó. Tha hồ mình nâng nó lên anh em. Đó. Pokemon nhóc luôn. Con gì đây? Con này hả? Nhưng mà trong này không có con nào ngon ngon hết ta. Con của bắp của chuối không vậy? Thiệt, mấy con này của bắp của chuối không à. Ok, vậy thôi để tạm nó trong đó đi. Rồi con Pikachu này bây giờ nó nâng nó lên được không? Cộng 2, cộng 3 gì nó có thể lên được. Ok. Lên nào Pikachu. 3 luôn. 1, 2. Á đồ, lên 30 chúng ta mới lên được nữa. Vậy là nếu mà ấy thì lên 30 mới lên được nha anh em. Chúng ta phải kiếm một con hàng tăng nè cho nó chạy lên. Vậy là chắc bỏ con này ra quá. Hoặc là bỏ con này ra. Nó chạy lên dù sao nó cũng lãnh đam nhiều hơn. Rồi con cái này là nạp Gamil nè hả. Nạp 100 tệ khá là gì đâu luôn. Tự vô đánh được rồi, mẹ nó. Tao đâu có định vô đấu đâu ta.
giờ đội hình giờ bỏ con nào cũng không được hết. Chỉ có 5 con à. Chỉ có con này là chúng ta không có mảnh nè. Tục lên trăm bên nè hả gì á. Chúng ta có con dịch quota ở đây hả? À, quét mảnh dịch quota anh em, được đấy. Không, 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 lại là hướng dẫn nữa. Đâu có muốn hướng dẫn đâu. Stop. Thời đủ, má lại tốn tiền mua cái này nữa chứ, thiệt tình. Rồi, thì anh em nào có chơi thì tải về hả? Cái này chắc hôm nào chúng ta tìm hiểu sâu hơn quá. Chứ hiện tại thì... heo đen rất muốn cho nó lên level để cho nó chuyển sinh rồi ở lòng nó cộng lên rồi nó đây 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 bây giờ trời ơi lên level 25 rồi chúng ta mới quét nhân 3 được nha. Rồi hết rồi, hết quét nhân 3 rồi. Cái hơi lực mua đâu vậy trời, tôi không muốn được. À đây nè, đây nè, bây giờ mới mua được nè. Ok. Đó. Ủa nãy đang nhân 3 mà sao giờ hết nhân rồi. Đó, nhân 10 luôn. À, quét một lần được nhân 10. Ok. Lên 28 rồi. Chị ở đây. Cố lên anh em, sắp chuyển sinh rồi, sắp lên được cái level cao rồi. Bà mẹ nó. Quay lên 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 30 nào, 30. 9. À, không lên được 30. Khá là quạo về việc này nhỉ. Ok, lên được 30 rồi. 31 luôn. À, nó thiệt chứ. Rồi nè, một con nè. Rồi lên nè. Lên chuyển linh đổi nào. Đó, tiến quá. Đó. Mắt con này cũng đâu có dễ thương lắm đâu. Nhìn nó dị dị sao á. Ok, có hơn không hả? Đó, Pikachu của chúng ta. Rồi con này cho nó lên level. Đó. Rồi chuyển một. Rồi lên chuyển sinh luôn. Đó. Tiến quá nào. Đấy. Ok ok. Đẹp liền. Rồi con này có tiến quá được không? Không anh em, nó chỉ có nhiêu đây thôi à. Thôi chắc tiễn nó quá. Ừ, thôi tiễn nó đi. Chứ nó không có tiến quá được mà. Tiến quá 2 rồi. Thôi bỏ nó ra đi. Đem con Fusinibana của chúng ta vào lại. À, 4. Đây, lên 1 nè. Lên 2 nè. Ủa. Nhớ trong túi chúng ta có mấy con nè mà ta. Nè. À, phải chuyển sinh cùng giống với nó hả? Đậu xanh. Trời trời trời. Không chuyển lên là không được. Mẹ. Rồi cho nó cầm một. Rồi cho nó lên. Đó. Rồi giờ bằng nhau rồi đó. Giờ chúng ta lấy lại con cũ bỏ vô. Level 31 nè, đúng rồi nó rồi. Đó. Trời ơi, lên mát luôn. Rồi, đấy, hướng dẫn quá đẹp, quá ngon. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Link để dưới phần mô tả nha anh em. Đó, được rồi, được rồi. Rồi, đội hình chuẩn rồi ha. Đi vô quẩy cái nè. Không qua được ta. Ok thôi đánh đỡ con này đỡ đi. Nè nó.
nè, con nào con nào nó chạy nè. Đây đây đây, đó đó đó, mấy em cứ ở sau. À bây giờ hai con lên hàng trước luôn hả? Man. Ok ok, phải sắp đội hình lại rồi. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.